Một cuộc cách mạng thầm lặng đã và đang diễn ra trên eo biển Öresund giữa Thụy Điển và Đan Mạch, nơi hai chiếc phà chạy bằng bình ắc quy thuộc loại lớn nhất thế giới đang hoạt động. Hai chiếc phà Tycho Brahe và Aurora của công ty Forsee của Thụy Điển dài hơn 100 m chạy trên eo biển đông đúc dài 4 cây số này giữa thành phố Helsingborg ở Thụy Điển và thành phố Helsingør ở Đan Mạch. Mỗi năm, tuyến đường này vận chuyển hơn 7 triệu hành khách và gần 2 triệu chiếc xe. Cứ 15 phút lại có một chuyến phà. Hai chiếc phà từng chạy bằng dầu diesel và xả rất nhiều khói. Nhưng để hưởng ứng mục tiêu của Stockholm là không còn khí thải trước năm 2045, công ty Forsee quyết định chuyển sang dùng ắc quy. Họ lắp đặt ắc quy công suất 4.16 MW cho mỗi chiếc, đồng thời xây dựng các trạm nạp ắc quy trên bờ. Theo ông Christian Andersen, kỹ sư trưởng của Forsee, nhờ có robot và viễn thông không dây, quá trình nạp ắc quy hoàn toàn tự động và mất chưa tới 6 phút ở Đan Mạch, 9 phút ở Thụy Điển. Chúng tôi phải củng cố chiếc phà từ boong số 4 đến boong số 7 để lắp đặt khoảng 280 tấn thiết bị trên boong số 7. Tìm một chỗ để đặt tất cả thiết bị này là cực kỳ khó khăn. Để bảo đảm quá trình hoạt động là sạch, công ty Forsee nạp ắc quy cho phà bằng năng lượng tái tạo. Chúng tôi nạp bằng năng lượng sạch như gió và nước nên cả quá trình là hoàn toàn sạch. Khi còn chạy bằng dầu diesel, hai chiếc phà xả ra khoảng 28.000 tấn khí CO2 một năm, nhưng nay thì không còn một chút khí thải nào. Ông Anderson cho biết điều này sẽ góp phần cải thiện chất lượng không khí ở cả hai thành phố. Về thời gian di chuyển, ông Anderson cho hay không có gì thay đổi. Không có gì khác, vì hệ thống lực đẩy cũng như vậy, nên thời gian di chuyển là hoàn toàn giống nhau. Chỉ có một thay đổi nhỏ là người lái sẽ vận hành nhanh hơn nhiều, vì đây là ắc quy. Công ty Forsee cho biết, Tycho Brahe và Aurora được đưa vào phục vụ hành khách tháng 11 năm ngoái, và hiện là hai chiếc phà không xả khói lớn nhất thế giới, hoạt động trên một tuyến đường nhộn nhịp.